Xin chào các bác anh chị nhá. Hôm nay em lại tiếp tục quay cho bác cái cây giống thông KDB, một trong những cái dòng cây giống hot nhất trong năm nay được bên em đã xuất vườn khá là nhiều rồi. Đấy, cái sản phẩm thông KDB đầu năm bên em đã cháy hàng từ rất là sớm. Đấy, những cái cây mà bầu 7-8 được các bác trồng rất là nhiều, trồng rừng, trồng đồi để phát triển kinh tế các bác nhé. Thì đây là những cái lô cây thông KDB em đã ra bầu bát, và những cái cây thông cao khoảng 1 mét để phục vụ cho các bác trồng. Đấy, đây các bác có thể nhìn này, cái thông KDB thì là cái dòng ba lá, là một trong những cái dòng cây thông lấy gỗ cũng như là tạo cảnh quan rất là đẹp, nên là rất là được ưa chuộng trồng ở các khu đồi, vừa phát triển du lịch vừa mang lại kinh tế về lâu dài. Đấy, ở phía sau này thì bên em đang còn rất là nhiều. Đấy, đây là những cái cây sai kích thước, nó sẽ rơi khoảng 1 mét các bác nhé. Những cây này thì em ra bầu bát, các bác trồng ở quanh nhà cũng khá là đẹp. Đấy, còn phía sau này thì em đang làm những một số là làm ra bầu bát, và một số bên em đang làm ở cái bầu 12 để các bác đặt những cái cây size kích thước vừa phải để trồng. Đấy, năm nay thì các bác chủ yếu là các bác đặt rất là nhiều các bác ạ. Đây, xung quanh này thì em ra khoảng 2 vạn cây bầu 12. Đấy, rất là nhiều luôn các bác. Đấy, hầu như là các bác đặt khá là nhiều rồi, đặt gần hết rồi những cái loại kích thước bầu lớn này rồi. Đấy, thì thông KDB thì năm nay thì bầu nhỏ hầu như là hết, còn chỉ còn những cái cây bầu lớn và những cây kích thước to hơn một chút thôi. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến những cái size kích thước cây lớn hơn này thì có thể tham khảo cây giống của bên em. Đấy, hiện tại thì những cái size kích thước lớn này thì bên em còn khá là nhiều để phục vụ cho các bác trồng. Đấy, cây thì rất là đẹp. Đấy, cây nào cũng lá cũng dày và đẹp các bác nhé. Đấy, thông KDB, một trong những cái dòng thông tốt nhất hiện nay. Đấy, còn video này cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.